Hôm nay mình show cho bác quy trình chi tiết làm cách âm chống ồn hốc lốt của một chiếc Mercedes. Bước thứ nhất, bao giờ bên mình tiến hành đánh ra cầu nâng để tháo được lốt này ra, làm cách âm chống ồn ở hốc lốt nó sẽ nhanh hơn và nó sẽ chuẩn hơn, không bỏ sót chi tiết các bác nhé. Các bác quan sát thấy sau khi tháo cái dè gắn bùn ở trong hốc lốt này ra đây, nhìn nó cực kỳ bẩn, bám nhiều bùn đất. Cho nên khi nhấc cái thằng này ra và có cầu nâng tháo cả la răng ra thì các bạn kỹ thuật thi công nó rất chỉ dễ dàng và nhanh chóng. Và khi tháo ra thì bên mình có cả mảng đi tiêu linh, sẽ vệ sinh luôn cả cái lòng trong của la răng này cho khách hàng. Cái mặt trong này mà đi một thời gian không vệ sinh, mai kia nó bị hiện tượng nó ố cực kỳ bẩn các bạn nhé. Bước thứ hai, các bạn kỹ thuật sẽ tiến hành tháo luôn cái dè chắn bùn rồi bắt đầu tiến hành vệ sinh sạch sẽ. Vâng, chiếc xe này thì bên Kingwap sẽ làm cách âm chống ồn hãng Stealth của Italy các bạn nhé. Thì bên mình cũng đang phân phối cái hãng này, do cơ bản là cái hãng này nó có thương hiệu cực kỳ nổi tiếng ở trên thế giới, đã được kiểm nghiệm về chất lượng thực tế rồi các bạn nhé. Nó chống màu, chống mùi và chống chảy nhựa tốt hơn rất nhiều so với một số dòng cách âm chống ồn mà giá rẻ không có thương hiệu uy tín. Con này làm 4 hốc lốp thì 4 hốc bánh thì chỉ có hết 3.960.000 thôi các bạn nhé. Vâng, sau khoảng nửa ngày thi công thì các bạn kỹ thuật ở bên mình đã tiến hành làm xong cái phần cách âm chống ồn hốc lốp cộng với lại vệ sinh ở phía mặt bên trong, tẩy ố la răng cả mặt bên ngoài các bạn nhé, và vệ sinh lốp cho cậu khách. Sau khi làm xong thì nó sẽ giúp giảm tiếng ồn khá đi nhiều ở phần hốc lốp này, nó vang lên gây khó chịu cho cậu khách quen ở tại bên mình. Và toàn bộ phần la răng này thì nó vệ sinh cực kỳ sạch sẽ, giúp xe nó không bị xuống cấp và đạt cái độ thẩm mỹ cao nhất. Vâng, còn các bác nếu các bác đang đi xe mà gặp hiện tượng nó bị ồn hoặc bị ù thì hãy liên hệ với Kingwap các bác nhé, để sử dụng cách âm chống ồn chính hãng Stealth của Italy, bảo hành không màu không mùi, cực kỳ yên tâm và giá cả hợp lý.